Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin tối ngày 29 tháng 9 trên kênh truyền hình FBNC. Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 39 dự án nhà ở xã hội trên diện tích đất hơn 140 ha với quy mô hơn 44.700 căn và phấn đấu hoàn thành khoảng 30.000 căn. Sở Xây dựng cho biết trong số trên hiện đã có 8 dự án khởi công với hơn 4.200 căn, 12 dự án đã được chấp thuận đầu tư với gần 12.000 căn và 19 dự án đã công nhận chủ đầu tư hoặc chủ trương đầu tư. Để đạt được chỉ tiêu trên, Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao các quận huyện vùng ven rà soát quỹ đất để bố trí quỹ đất sạch cho xây dựng nhà ở xã hội cho thuê hoặc hoán đổi đất công lấy quỹ đất nhà ở xã hội để cho thuê đối với các đối tượng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thuộc các dự án chỉnh trang đô thị hoặc di dời ven kênh rạch. Sở cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp vay ưu đãi đầu tư nhà ở xã hội, điều chỉnh lãi suất vay mua nhà ở xã hội ở mức từ 3% đến 3,5% một năm, thời hạn cho vay tối thiểu 20 năm, ân hạn cho người vay chưa phải trả lãi từ 6 tháng đến 3 năm. Theo Sở Xây dựng, hiện thành phố Hồ Chí Minh có gần 480.000 hộ chưa có nhà ở hoặc ở chung với cha mẹ, người thân, 13.000 hộ dân bị di dời trong các dự án chỉnh trang đô thị không đủ điều kiện mua nhà ở thương mại, 300.000 hộ nhập cư có nhu cầu thuê nhà ở xã hội. Diện hộ thu nhập thấp trên địa bàn cũng đang có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội rất lớn. Thưa quý vị, Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ mở rộng mới đây đặt ra vấn đề liên kết giữa các địa phương trong vùng để đưa vùng phát triển thành khu vực kinh tế mang tầm cỡ khu vực. Nhiều giải pháp đã được các chuyên gia đặt ra, nhưng với tư cách là những người trong cuộc, các doanh nghiệp cho rằng liên kết vùng Đông Nam Bộ trước hết nên ưu tiên cho liên kết phát triển hạ tầng giao thông, bởi đây là yếu tố tạo tiền đề cho các liên kết kinh tế khác và cũng giúp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của đại diện Hiệp hội Hồ Tiêu về vấn đề này trong cuộc trao đổi ngắn ngay sau đây với chúng tôi. Không đối vấn đề mà liên kết các cái địa phương trong cái vùng Đông Nam Bộ hiện nay để mà hỗ trợ cho cái phát triển kinh tế cũng như là cái phát triển của doanh nghiệp thì ông nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là gì ạ? Tôi cũng đi dự rất nhiều cái hội nghị liên kết vùng và đối với Đông Nam Bộ thì tôi nói đây là một vùng kinh tế phát triển tốt nhất hiện nay của cả nước và tôi cũng là nhà doanh nghiệp mà đầu tư rất nhiều ở khu vực này thì cái điều mà tôi nhận ra lớn nhất ấy là mà tôi cũng rất là lạ, ít khi không hiểu tại sao mà được rất ít được nhắc đến đó là cái vấn đề là hạ tầng cơ sở. Thì hệ thống giao thông hiện nay thì địa phương nào mà tôi thấy hệ thống hạ tầng cơ sở tốt thì ở đó cái kinh tế của đó phát triển khá tốt, ví dụ như Bình Dương. Vấn đề bây giờ còn lại thì các cái vùng này tại sao không nối lại các hệ thống giao thông, nó tạo ra một cái sự thông thoáng trong hệ thống hạ tầng cơ sở. Thì như vậy mặc nhiên các doanh nghiệp họ sẽ tự tìm đến các cái khu vực nào có lợi cho họ và họ liên kết lại và hoạt động. Tại vì có nhiều khu vực bây giờ nó cái lượng khu công nghiệp nó rất là nặng, ví dụ như là Bình Dương, nhưng mà người ta muốn mở rộng sang các khu vực khác nhưng mà hệ thống giao thông của nó rất là kém. Thứ hai về vấn đề hệ thống giao thông thì chúng tôi cũng thấy nó hiện nay chúng ta có 3 cái hệ thống giao thông tương đối là chúng ta đang rất là cỡ, đó là một là giao thông bằng đường bộ, hai là giao thông đường sông. Và có một cái giao thông thứ ba nữa ở các nước khác người ta làm rất là tốt nhưng ở Việt Nam tôi lại không nhìn thấy, đó là giao thông đường sắt. Nếu như tất cả hệ thống tắc đường của chúng ta hiện nay thì là chủ yếu là các hệ thống container, tại sao tất cả những hệ thống này nó không được đưa lên đường sắt để giải quyết cái việc, và tại sao nó có cái câu chuyện này? Tại vì hình như chúng ta độc quyền cho tổng cục đường sắt, tại vì tao lại không đưa cái việc đấy về cho các sở giao thông như ở một số các nước khác. Và nếu như vậy thì người ta có thể mở ra những tuyến đường sắt ngắn và nó giải quyết ách tắc cho các cái khu vực. Như vậy thì ra hệ thống giao thông nó sẽ thuận lợi hơn. Thưa ông, nói về cái liên kết vùng giữa các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ thì nhiều ý kiến cho rằng là cần có cái vai trò của nhạc trưởng điều phối ở cả cái khu vực này. Vậy thì thưa ông, ai sẽ là cái người nhạc trưởng thích hợp? Để xây dựng liên kết vùng ấy, thì ai có tiếng nói lớn nhất, có đủ uy lực thì rõ ràng người đó phải là cầm nhạc. Như vậy thì ở đây ngoài thì không có chính phủ thì không ai có thể làm cầm nhạc được. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái bộ tham mưu đó gồm ai? Rõ ràng là gồm những lãnh đạo có quyền lực ở các địa phương và các vai trò của các doanh nghiệp, vai trò của các hiệp hội tham gia vào các tổ chức này. Và mỗi lần tiếng nói của họ nó sẽ là cái cơ sở để cho cái người ban chỉ đạo cũng như là người nhạc trưởng đó họ đi đến kết luận. Và cái quan trọng nhất là mỗi một hoạt động thì phải có kết luận và định hướng cho hoạt động của mình trong cái quá trình tiếp theo. Vì như vậy thì chúng tôi cũng đánh giá một điều, thực ra mà nói cái khó nhất ai cũng nói đó là tài chính nó lấy từ nguồn nào. Nhưng mà kinh nghiệm từ những địa phương mà phát triển tốt nhất thì tôi thấy rằng là họ cũng tìm ra được nguồn tài chính, mà đôi khi cái xã hội hóa làm cho nguồn tài chính họ có, chứ không phải là nó bắt buộc phải cái nguồn tài chính từ nguồn mà nhà nước, chính phủ phải rót.
Ông nói gì về cái ý kiến của các chuyên gia khi cho rằng là hiệp hội sẽ là người mà xóa cái ranh giới về mặt địa giới kinh tế hiện nay giữa các địa phương? Thực ra quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cũng là chủ tịch một hiệp hội, thì tôi thấy rằng là vai trò của hiệp hội chỉ nói được những điều mà các doanh nghiệp muốn nói, chỉ có thể làm được điều là liên kết các doanh nghiệp với nhau để hợp tác giải quyết các cái ngành hàng của mình nó thuận lợi. Và bản thân từ các doanh nghiệp này nó muốn thành công thì nó lại phải còn có những cái hệ thống, tức là tập hợp lại những ý kiến, tập hợp lại cái cách làm, và từ đó tạo ra cái mối liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành hàng thôi. Chứ còn nếu mà nó tạo ra được cái mối liên kết của các hệ thống khác thì tôi nghĩ rằng là các tổ chức như VCCI mới có thể làm được, hoặc là cái lớn hơn đó là các cái chỉ đạo của các cái cơ quan công quyền. Hiện nay thì ngoài cái vấn đề về hạ tầng thì trong cái vấn đề liên kết giữa các cái địa phương trong cái khu vực Đông Nam Bộ thì ông nghĩ là những cái lĩnh vực cần những cái lĩnh vực nào nữa mà tăng cái sự liên kết trong cái lĩnh vực này, trong cái lĩnh vực này? Theo quan điểm tôi là nó tạo ra cái lợi ích kinh tế, mà trong đó những cái điều kiện nó đang làm cho cái liên kết đó nó thành công thì chắc chắn nó thành công. Và trong trường hợp đối với liên kết kinh tế ở các địa phương như hiện nay thì tôi vẫn coi là hạ tầng cơ sở quyết định. Dạ vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa chiêm ngưỡng những hình ảnh tráng lệ của thủ đô Paris nước Pháp. Còn bây giờ quay trở lại với bản tin FBNC tối nay, xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin như sau. Vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank đã phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế Mastercard ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế cao cấp Eximbank One World Mastercard. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, nên dòng sản phẩm này hướng đến các đối tượng khách hàng cao cấp, thường xuyên đi du lịch hay công tác nước ngoài. Ở sản phẩm này, Eximbank tập trung phát triển về các đặc quyền dành cho chủ thẻ, hạn mức tín dụng của thẻ từ 300 triệu đến 10 tỷ đồng. Ngoài ra, nó sẽ còn là một cầu nối giúp khách hàng dễ dàng thực hiện ước mơ trải nghiệm cuộc sống. Thẻ One World Mastercard của Eximbank, ngoài cái tính năng bình thường giống như những cái thẻ tín dụng khác của Eximbank, về cái ưu đãi VIP của Eximbank thì khách hàng sẽ được tặng một cái gói bảo hiểm toàn cầu của chủ thẻ cùng với gia đình của mình lên tới cái mức bồi thường là lên tới 10,5 tỷ đồng và sẽ được giảm giá tại nhiều cái đơn vị chấp nhận thẻ tại Việt Nam và cũng những cái đơn vị chấp nhận thẻ mà trên thế giới mà có hợp tác với Mastercard. Về tiện ích vượt trội thì là chúng ta có thể chạm nhẹ để thanh toán với công nghệ thanh toán không tiếp xúc và an toàn khi thanh toán qua mạng với dịch vụ bảo mật Body Security. Thì với những cái dịch vụ này thì chúng tôi là hy vọng rằng là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng để mà sở hữu một cái thẻ One World Mastercard, là thể hiện được cái đẳng cấp của cái khách hàng cao cấp của Eximbank và hy vọng rằng là khách hàng sẽ trải nghiệm thú vị với cái thẻ One World Mastercard ra mắt ngày hôm nay. Không chỉ là được chiết khấu, giảm giá, mà Eximbank và Mastercard còn mong muốn đem đến cho khách hàng những tiện ích dành riêng cho chủ thẻ World Mastercard. Sau hơn 6 tháng phát động, Vietnam HR Award giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự tốt nhất tại Việt Nam năm 2016 đã chính thức khép lại vào tối ngày hôm qua, 28 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ không chỉ là sự kiện tôn vinh những doanh nghiệp đạt giải năm nay mà còn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam gặp mặt và chia sẻ những chiến lược nhân sự hiệu quả nhất. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng khẳng định lương cao không phải là điều kiện duy nhất níu chân người lao động.
Ra đời từ năm 2014, Vietnam HR Award là giải thưởng đầu tiên nhằm khích lệ nâng tầm chuyên nghiệp lĩnh vực quản trị nhân sự tại Việt Nam. Theo đó, buổi lễ trao giải còn chính là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam chia sẻ những chiến lược nhân sự hiệu quả nhất, đặc biệt là trong bối cảnh hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đang mở ra cơ hội lẫn thách thức cho kinh tế Việt Nam. Trong đó, cùng với Indonesia và Philippines, các doanh nghiệp tại Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của bộ máy nhân sự nếu muốn phát huy được tối đa tiềm năng và sức cạnh tranh trong khu vực. Trong đó, đa phần các doanh nghiệp cho biết, điều cốt lõi chính là việc tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động tự phát triển bản thân. Và tuyệt nhiên, chưa hẳn cứ trả cho họ mức lương cao nhất là đã có thể nếu giữ họ gắn bó dài lâu nhất cùng doanh nghiệp. Nếu mà trả lương cao chưa phải rằng là sẽ giữ được người. Nhưng mà cái môi trường công việc, cái môi trường làm việc, rồi cái cách, những cái chính sách, những cái policy, chính sách đối với người lao động, làm sao người ta cảm thấy người ta được là có ngoài tiền lương người ta có những sự chăm sóc. Đồng tình với quan điểm này, một trong những doanh nghiệp nước ngoài đang rất thành công trong việc phát triển nhân sự tại Việt Nam, tập đoàn BAT khẳng định, một doanh nghiệp muốn thành công thì nhân sự phải được xem là tài sản quý giá nhất. Con người là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. BAT Việt Nam rất vinh dự khi được nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất từ Vietnam HR Award 2016. Tại BAT Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc mà mọi nhân viên đều thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đạt được những kết quả xuất sắc, đồng thời cũng tìm thấy niềm vui trong công việc. Đây cũng là lần đầu tiên BAT vinh dự nhận được giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất trong hạng mục hoạch định và tìm kiếm nguồn nhân lực từ Vietnam HR Award 2016. Ngoài ra, Vietnam HR Award năm nay cũng trao giải thưởng ở một số hạng mục khác như doanh nghiệp có môi trường làm việc, chính sách lương thưởng, phúc lợi tốt nhất, v.v. Vâng, thưa quý vị, và ở phần tiếp theo thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nổi bật trên thế giới. OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đầu tiên sau 8 năm. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hoàn thành bức tường chống di cư vào tháng 2 năm 2017.